Mới tập đầu thì chỉ bấm một ngón Khải một ngón là bấm ngón trỏ Khải 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 con danh lần lần từ chữ đến chữ từ chữ đến chữ rồi sau mới luyện được ba ngón được. Trước chú cho con hỏi nè, lý do con hỏi là cái cánh tay này, tại sao lúc đó chú lại bị mất một cánh tay vậy chú? Hồi đó ở đây dùng bom đạn, dùng chiến tranh mà cái tàu ngoài mặt sông này có tàu nó bắn lên lạc đạn. Bắn lạc đạn trúng chú. Là lúc đó là chú bao nhiêu tuổi? Lúc đó mười mấy tuổi, 17, 18 tuổi. 17 mang tật luôn tới bây giờ luôn. Trước đây thì chú còn nhỏ là chú có đam mê đờn không, hay là sau đó thì chú nghĩ là mình không có lao động được mình mới đi học đờn như thế này? Cũng đam mê, hồi nhỏ cũng đam mê lắm, thành ra mình đeo đuổi đam mê mới có đeo đuổi được. Chứ hồi đó là tôi chưa có biết đờn thì tôi cũng đã, hồi còn nhỏ tôi cũng đam mê rồi, cũng có nguồn đam mê rồi. Nhờ ba chú truyền cảm hứng cho chú hay là chú tự học? Tự học rồi sao mới hồi đó đờn luyện được rồi mới đi ra chơi, mới gặp anh em mới lại hướng dẫn, mới chỉ thêm bài bản căn bản chứ hồi đó đờn chỉ đờn vậy đâu chứ còn không có bài bản, không có căn bản gì hết á. Dạ. Sau này mới nhờ anh em hướng dẫn bài bản. Chú cho con hỏi là nhà mình đó chú, rồi ba mẹ chú đồ có truyền thống là một cái đờn ca tài tử không hay là chỉ chú thôi? Ông ba, ông già tôi đó là ông sở trường ông là cái đờn cò. Dạ. Cái đờn cò, ông chơi đờn cò chứ còn đúng là nhà tôi thì con cái gì nó cũng không có nối nghiệp tôi. Dạ. Dạ, vậy là con cái cũng không có đam mê đờn giống như chú. Không có đứa nào biết gì tên. Dạ. Thầy chú ơi cho con hỏi nè, con thấy cây đờn của chú á là có ghi là mãi mãi thanh xuân nè. Chú tham gia cái chương trình này lâu chưa? Chương trình này hôm tháng 6 năm rồi. Tháng 6 năm rồi. Và mãi mãi thanh xuân nó tặng cho chú cây đờn này hay sao? Tặng cây đờn này. Để với cái huy hiệu của đài đó, của đài truyền hình đó. Chú tham gia được mấy chương trình rồi chú? Chú tham gia cũng nhiều chương trình lắm. Nó là thành phố tôi tham gia đâu ba lần, một lần mãi mãi thanh xuân với một lần giải mã kỳ tài. Dạ, là hai. Với một lần người khuyết tật Việt Nam. Hiện nay thì con thấy chú trên mạng thì cũng rất là nổi tiếng rồi, nhưng chú có nghĩ là đến ngày hôm nay mình có được như vậy không? Không có nghĩ, chỉ là đam mê rồi mình gắng điều luyện vậy thôi chứ không nghĩ rằng sau này mình sẽ được một cái tiếng tăm hay cái danh tiếng gì lên báo chí chẳng hạn đó, không nghĩ. Nhưng mà tự cái bộc phát đó là ở bên bên ngoài truyền hình báo chí rồi mấy ông thấy cũng như là có cái nhân tài hiếm có rồi đó, mấy ông đưa lên. Rồi lúc mà khi mà chú học được đờn thành thạo xong chú đờn được cho ca sĩ hát, chú có vui lắm không chú? Vui chứ, thấy mình cũng vui với hai nữa mình cũng được một cái tâm của mình nó thơ thới đó, thanh thản. Dạ. Hồi đó mình cũng ước sao mà đờn cho ca, nghệ sĩ rồi ca, nhưng mà sao được nghệ sĩ ca là mình thấy mình cũng phấn khởi lắm chứ. Chú đờn cho được khoảng bao nhiêu nghệ sĩ ca chú? Thanh Kiều Huệ, Thanh Tuấn, Tấn Giao, Chí Tâm, đợi được bốn nghệ sĩ. Bốn nghệ sĩ cũng nổi tiếng không ha? Dạ. Chí Tâm anh đi ra nước ngoài, sao anh về nước rồi sao cái chương trình ở dưới đám giỗ này có mời anh xuống ca, tôi có đợi. Chú ơi, con thấy, con cho con hỏi là năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nay 70.
Sao con thấy chú trẻ hơn cái số tuổi của mình. Thấy trẻ quá ha. Chú nghe đờn ngày nào chú cũng phải cầm cái đờn lên chú đờn để cho nó vui hay là khi nào bây giờ hiện bây giờ khi nào đi show chú mới đờn? Không, thường thường ở nhà cũng đờn, buồn buồn cũng lấy ra đờn để mình văn ôn võ luyện mà. Luyện. Luyện cho cái ngón mình nó không có bị sửa. Chú họ không có đi show ở nhà giờ cũng vẫn đờn. Vậy hả chú? Dạ chú có thể chú bấm và Khải cho con coi thử một tí xíu được chú, một cái bài ngắn thôi, một cái bản vấn nhỏ nhỏ cho con coi về cái tay của chú á. Dạ. Một cái bài nào nhỏ nhỏ thôi. Chú có thể đặt cái ngón tay lên cái phím cho con coi cái khi nào mà cái chú sẽ cái ngón nào chú sẽ khải và cái ngón nào chú sẽ bấm phím. Cái ngón này cũng khải được, ngón này cũng khải được cũng nè ngón út mà. Vậy là trong cái năm ngón tay của chú thì chú sử dụng hết bốn ngón. Ngón cái thì để làm điểm tựa. Còn cái hai ngón này là sẽ gãy. Khải. Rồi hai ngón này nó sẽ của chú nó sẽ bấm phím. Lúc đầu nó khó khăn dữ không chú? Khó lắm. Ban đầu mới tập đầu thì chỉ bấm một ngón Khải một ngón là bấm ngón trỏ Khải con danh lần từ chữ. Rồi sau mới luyện được ba ngón. Rồi kế tiếp mới luyện được cái ngón út nữa. Người ta nói là trong học cái gì cũng vậy. Người ta nói cái ngón này là cái ngón ngu. Có ông chú Phước ông nói ngón này là ngón ngu tại nó không có lanh bằng những cái ngón này. Cái việc mà tập ngón này là nó lâu không chú? Ngón danh này nè. Lâu chứ. Nhưng mà tại người ta hai tay người ta uyển chuyển nó hết ba ngón, còn tôi lấy cái ngón này làm chữ, cái ngón này cái ngón này là mới là quan trọng. Dạ. Cái ngón, nó biến rồi cái điểm yếu thành cái điểm mạnh thôi chứ. Sử dụng ngón trỏ với ngón giữa là để bấm. Còn quan trọng ngón này với ngón út lại thải. Là chú là ngón này thành điểm mạnh của chú đây hả? Ngón này ngược lại chú. Người ta thì cái ngón đó là ngón điểm yếu của người ta đó. Dạ, cái ngón danh là cái ngón. Nếu mà hai tay đó đều ta sử dụng ngón đó. Dạ. Làm cái gì con đấy người ta cũng ít sử dụng cái ngón đó. Ví dụ như những cái bài bản mà chữ nó nhiều sao chú hả? Thì mình cũng đơn chạy. Dạ. Cũng tùy theo cái chữ chạy. Dạ. Thank you.
Wow, hay giọng Dung Lan đấy ha chú ha. Dung Lan.